Ngày 2 tháng 4 trên tuyến quốc lộ 14 đi qua địa phận tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải, khiến 10 người thương vong. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, vào khoảng 12 giờ 5 phút tại km 1606+800 quốc lộ 14 ngã ba La Sơn thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 81C-18787 do tài xế Trần Duy Hùng, sinh năm 1996, trú tại huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai điều khiển, lưu thông hướng từ xã Yê Băng, huyện Đắk Đoa, rẽ trái ra quốc lộ 14, va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 47B-02230 do tài xế Nguyễn Xuân Đông, sinh năm 1971, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, lưu thông hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Trên xe có tổng cộng 30 người. Sau cú va chạm đã làm lái xe ô tô khách Nguyễn Xuân Đông và hành khách Phan Văn Nguyện tử vong tại chỗ. Còn 8 người khách bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kiểm tra sức khỏe. Trước nhu cầu sử dụng xe đạp công cộng tăng cao, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất bố trí thêm nhiều điểm xe đạp công cộng ở khu vực trung tâm thành phố, nhất là nơi dễ tiếp cận xe buýt và tuyến metro số 1. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 7 điểm cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng mới, mỗi điểm từ 10 đến 20 chiếc, vị trí trên đường Nguyễn Huệ và quanh chợ Bến Thành, quận 1. Đây là nơi tập trung các hoạt động dịch vụ thương mại, văn hóa, đồng thời là đầu mối giao thông bằng xe buýt, buýt sông. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 43 trạm xe đạp công cộng tại nhiều tuyến đường quận 1. Xe được gắn khóa thông minh, định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng Internet, Bluetooth trên di động. Giá cho thuê 5.000 đồng trong 30 phút, 10.000 đồng 1 giờ. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cũng đề xuất nghiên cứu các tuyến buýt điện để phục vụ giao thông công cộng, hỗ trợ phát triển du lịch.